Dạ vâng, Anubita xin kính chào tất cả quý vị các bạn đã xem video của mình. Trong buổi ngày hôm nay thì rất vui khi Anubita lại tiếp tục muốn chia sẻ với các bạn một cái điều mới nữa. Thì như các bạn đã biết thì đối với những kênh nổi tiếng hoặc là với có rất nhiều khi các bạn xem trên những video YouTube thì có rất nhiều những video có những cái intro 3D hoặc là hay đơn giản hơn thì nó chỉ là những hiển thị bình thường rất là đẹp. Và các bác hay là các bạn luôn thắc mắc rằng là có cái cách mà làm như thế nào hoặc là tải ở đâu những cái video intro như vậy. Thì vừa rồi mình có một làm cái intro thì nó cũng không phải là đẹp, nó chỉ là mức bình thường. Mình muốn làm để cho các bạn xem rằng là cái cách nó làm như thế nào thôi. Còn thực ra thì mà nói, nếu như một video hay thì cũng chưa chắc cần đến cần intro đẹp. Nếu video có bạn hay thì nó quyết định ở chất lượng video chứ không phải là một cái intro. Tuy nhiên thì muốn gây ấn tượng cho mọi người thì các bạn, mình nghĩ là từ giờ trở đi là mình cũng sử dụng một cái intro. Thì đây là một cái intro mình vừa đi thử làm xong và mình muốn cho các bạn cùng xem. Đó, thì các bạn vừa xem thì đối với đây là một cái intro nó rất là đơn giản, nó với hiệu ứng nó không quá là nặng, nó rất là nhẹ nhàng thôi, khoảng 10 giây thì các bạn có thể ghép vào cái đầu video. Thì tiện đây thì mình cũng sẽ giới thiệu các bạn một cái trang web mà các bạn có thể dùng để tải cái intro này. Mình xin lưu ý các bạn rằng là tất cả các hình ảnh video intro trên này hoặc là âm thanh thì sẽ đều được miễn phí, không bị tính bản quyền các bạn nhé, cho nên là các bạn cứ thoải mái khi download về. Để download được phần intro này thì các bạn sẽ vào Google Chrome giúp mình. Ở trên Google Chrome thì chúng ta sẽ tiến hành gõ topfeintro.com. Các bạn nhá, đây là topfeintro.com, thì các bạn sẽ kích vào truy cập. Ở trên giao diện đối với điện thoại thì các bạn sẽ cần ấn thêm một cái thao tác nữa, đó chính là trang web dành cho máy tính. Sau khi trong web mình cho máy tính thì các bạn nhìn thấy ở đây, ở bên trái hay là bên phải thì nó có rất là nhiều cái intro cho các bạn xem. Ví dụ như mình sẽ kích vào một cái intro bất kỳ để cho các bạn cùng xem. Các bạn sẽ kéo xuống cuối. Đó, đây thì nó đã tải ra một cái intro. Thì giờ mình sẽ cho chạy thử. Thì các bạn thấy không, một cái intro này rất là đẹp đúng không ạ? Thì ngay lập tức thì các bạn có thể tải về. Các bạn sẽ kéo xuống đây, các bạn nhìn thấy phần download không ạ? Các bạn sẽ ấn vào download. Tiếp tục thì các bạn sẽ kéo xuống phía dưới, kéo xuống phía cuối cùng giúp mình. Đây các bạn nhìn thấy chữ download thì các bạn sẽ ấn vào download giúp mình. Rồi, bây giờ thì hiện điện thoại đã đang tải cái tệp này xuống. Tuy nhiên thì khi tải cái tệp này xuống thì nó sẽ ở dạng tập tin nén các bạn nhé. Cho nên là các bạn sẽ cần phải giải nén cho nó. Rồi, 23.86 MB. Các bạn hãy đợi một chút. Thì mình nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều intro đẹp, các bạn có thể tải nhiều trang khác. Nhưng mà tuy nhiên thì có một cái số trang thì nó sẽ có khả năng là tính phí cho các bạn. Cho nên là mình muốn hướng dẫn luôn các bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể tải được một cách free nhất nhá. Đối với mình thì những video mình hướng dẫn các bạn thì sẽ là tải, làm sao tải được free. Có vẻ vấn đề mạng này hơi chậm cho nên là mạng đang tải hơi bị kẹo các bạn. MB mà sao nó tải lâu quá trời, trong khi mà cái vạch wifi của nó căng đét như này. Vẫn tải, em nó vẫn tin tưởng. Cuối cùng thì em nó cũng đã tải xong và các bạn sẽ chỉ cần ấn mở. Và bây giờ thì nó sẽ cho các bạn hai lựa chọn, đó là giải nén tập tin và sao chép vào bộ nhớ, thì chúng ta sẽ giải nén tập tin luôn. Giải nén tập tin đến, các bạn sẽ lưu vào thẻ SD và mục download và các bạn giải nén.
Nào giải nén đi. Rồi. Rồi, 66%, 100%. Chúng ta đã giải nén thành công. 22 giờ 53 phút đây chính là cái intro này. Clip MP4. Rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào công việc thôi. Các bạn sẽ cần vào KineSmarter. Thì trên đây chính là cái bản KineSmarter bản Pro các bạn nhá. Bản này là bản không có logo của KineSmarter. Cho nên là nếu như các bạn nào mà không biết tải cái bản này thì hãy để lại bình luận bên dưới, mình sẽ cho các bạn link nhá. Còn thực ra cái video này thì mình đã hướng dẫn vào hôm trước rồi. Các bạn sẽ ấn vào dự án trống. Trên trình duyệt này thì các bạn sẽ ấn vào trình duyệt. Các bạn sẽ ấn vào intro. Ồ, đây là một cái intro cũ. Để mình xem nào, một cái intro mới nó vừa tải về. Đây rồi. Thì các bạn nhìn thấy đây, nó có khoảng 12 giây. Thì các bạn sẽ cần lựa chọn xem video, xem chữ của bạn sẽ nên xuất hiện ở bước nào. Thì các bạn sẽ ấn vào lớp, các bạn sẽ ấn vào văn bản. Mình sẽ ghi là Nobita Channel. Rồi, ok. Và tiếp tục các bạn sẽ chọn, ấn vào màu phông chữ để chúng ta sẽ chọn phông chữ. Các bạn ấn ok Nobita Channel. Và các bạn có thể kéo to ra. Ở đây thì trên cái bảng cái kéo này nó chính là cái bảng màu, thì chúng ta sẽ cho, mình sẽ cho màu đỏ. Không biết thế nào nhưng mình thích màu đỏ. Lẹt lẹt quá nhỉ. Mình sẽ chọn lại xem là cho màu xanh đi. Ừ, cũng được. Tiếp tục ở dưới đây nó sẽ chính là trong hoạt ảnh. Nó sẽ cho hiệu ứng của bạn là mờ dần. Đó, thì có rất nhiều cái hiệu ứng ở đây. Trượt sang phải, trượt lên. Rồi, ok. Trượt lên và các bạn sẽ chọn hoạt ảnh tổng thể. Đó, có rất nhiều. Nhưng cái này nhìn nó lộn xộn quá. Rồi, mình sẽ chọn cái này đi. Tiếp tục thì cái độ mờ, cái này thì các bạn có thể tùy chỉnh. Bây giờ thì mình sẽ cho chạy thử. Tiếp theo thì nó, cái đoạn intro này nó còn khoảng, mới chạy đến giây thứ 6 mà nó tận còn 6 giây nữa cơ. Thì các bạn sẽ nên cho thêm một cái đoạn phông chữ nữa. Thì chúng ta sẽ ấn vào tiếp vào lớp và sẽ chọn văn bản. Cái câu này thì tùy thôi, tùy theo các bạn sẽ gõ là như nào. Mình sẽ chọn là nơi chia sẻ kiến thức. Nơi chia sẻ kiến thức. Kiến thức. Hoặc là nơi chia sẻ với bạn đi. Với bạn. Ok. Các bạn sẽ chọn cho nó nằm ở phía cuối đây đi. Phía ngay bên dưới Nobita Channel. Và tiếp tục các bạn sẽ tiếp tục quay vào dưới đây để chọn phông chữ. Và tiếp tục chúng ta sẽ chọn màu. Ở đây có rất nhiều màu để cho các bạn lựa chọn. Mình sẽ thử. Cái màu này không được rồi. Hơi tối. Rồi, hoạt ảnh. Giờ mình sẽ chọn chữ sang trái. Đó.
hoạt ảnh xóa lớp. Bây giờ thì mình sẽ cho chạy thử các bạn nhé, xem như nào. Ồ không, mình nghĩ ra một cách hay hơn, đó chính là chúng ta sẽ cho cả cái này nó chạy cùng với liền cái này đi. Ok, ở đây là một cái có thể tạm thời chúng ta có thể là các bạn có thể ứng dụng bằng như này, làm như thế này, hoặc là các bạn có thể sáng tạo hơn. Tuy nhiên thì mình ở đây mình sẽ có đang muốn cho thêm một cái bức ảnh nữa. Mình sẽ cho chạy thử. Không, mình sẽ cho một đoạn ngắn hơn. Rồi, cứ tạm thời thế đi. Còn đâu thì các bạn có thể phát triển thêm. Và những cái bước sau này thì nó chính là suốt dự án, thì chắc là chắn là mình sẽ không phải hướng dẫn các bạn nữa rồi. Thì trên đây là video vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta có thể vào một cái trang web có thể tải được rất là nhiều intro miễn phí và không lo bản quyền các bạn nhé. Thì nếu như các bạn nào có thắc mắc hay là bất kỳ câu hỏi gì thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và cái link video download thì mình đã để ở phần mô tả, các bạn nếu như muốn download thì hãy vào phần mô tả các bạn nhé. Rồi, video của mình chia sẻ các bạn đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau.